vài chiếc đồng của mình. Nhìn đấy, nó không mặt chặt nhảy lên đi luôn. Trong mình những cái tầm vườn của mình. Ra lấy cái nó mình nuôi ha. À đây à?
quả trong về lấy hạt. Hai cô tự lấy hạt á? 16.000 nó bán, 16.000 một quả đấy. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Xin được việc rồi. Xin được hết các thứ rồi gì? Chị ăn đi. Ăn đi. Xe mấy giờ chạy ở cuối ngày? Bỏ cái gì anh đi nào? Em bỏ trong ký túc xá. Một ít nữa. Chị đưa tiền xong đi đường ấy. Đi tiêu 2 tháng đầu đó. Nhưng mà chị cũng cầm lấy một ít đi. Thôi chị ở nhà lo gì, có tiêu cái gì đâu mà lo. Chị ở nhà còn phải đi chợ mà cầm lấy. Thôi cầm lấy đi, cầm, đi ra ngoài cầm mà. Lấy. Ở nhà. Đi lấy xong nhớ mẹ nhớ chị nhé. Ăn đi. Đi cẩn thận nhá. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Thank you.
ơi. Em xin được việc rồi. Xong hết các thứ chưa? Xong hết chưa? Nhưng mà xin vào công ty cũng xa không? Cũng không xa lắm gì ạ. Xin được hết các thứ rồi gì? Người ta nhận rồi. Giấu. Thế bao giờ thì đi? Chắc em đi trong ngày hôm nay, ngày mai em làm rồi. Trong ngày hôm nay đã đi rồi á? Vâng. Ngày mai em bắt đầu đi làm, nhưng mà chị đang nấu cái gì đấy? Chị đang nấu cơm, chị để... chờ mày về mãi. Chị tưởng là về ở nhà mấy hôm thì mới đi chứ. Để em đi cất đồ thôi, em đi lấy rau nhé. Chị nấu thịt đấy đấy, thịt với cơm đấy, em ra hái rau nữa là được rồi. Xong phải ăn cơm nghỉ ngơi.
Thơm hết chị ơi. Chị biết mày đi xa về nên chị đi về anh chị nấu cho mày ăn đấy. Chị nấu nhiều cơm thế. Nấu cô em ạ. Nấu cô xuống, nó đọng xuống nhưng mà thịt chắc là vừa.
Chị ăn đi. Ăn đi. Tiếng ủ ủ nha. Ăn nấm này ngon lắm này. Nấm chị ăn chiều nay chị lên chị lấy rồi. Cầm quần áo đi. Xe mấy giờ chạy ở cuối ngày? Chắc là hơn một tiếng nữa chị ạ. Hơn một giờ đồng hồ nữa. Thế thì chuẩn bị đi xong phải gặp quần áo luôn thì ra kịp. Hết chưa? Hết đồ đạc chưa? Hết rồi đấy. Hồ sơ đầy đủ hết các thứ chưa? Đi làm ra ngoài một mình cẩn thận nhé. Tí lên xe nhưng mà đi đến đấy mới thuê phòng các thứ ở cái gì anh như thế nào? Em ở trong ký túc xá. Hồ sơ này chắc là đi đến đấy xong hôm nào xuống xe xong nhờ người gọi điện về chị nhé. Thỉnh thoảng mà thỉnh thoảng này về. Chị đưa cho một ít tiền đi đường này. Một ít nữa. Chị đưa tiền xong đi đường lên đấy mà trang trải các thứ nhá. Để còn đi tiền nữa lên. Mà chi tiêu mình đang đóng đầu lắm. Nhưng mà chị cũng cầm lấy một ít đi. Thôi chị ở nhà lo gì, có tiêu cái gì đâu mà lo. Chị ở nhà còn phải đi chợ mà cầm lấy. Thôi cầm lấy đi ra ngoài. Cầm lấy. Đi ra ngoài cầm lấy thì chị ở nhà lo cái gì. Nhà đầy ấy rau quả. Cứ bảo cất tiền rồi. Nhà rong cất thật cẩn thận rồi. Rồi em đi đi, xe chạy.
giày đâu, đi giày đi. Mang giày đi. Đi đây. Ở nhà. Ừ. Đi về đây. Đi về đấy. Đi về đấy xong nhớ để cho chị nhé. Em đi. Đi cẩn thận nhá. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Thank you.
Thank you.
Kem.
Thank you.
nấu nào. Ôi, ăn thế nào thôi, tí nữa nhá, tí nữa nhá. Cái bạn này. Kem. Để chị nấu cơm, tí nữa thì ăn nhá. Ừ, tí nữa thì ăn cơm nhá. Thank you.
Không ăn nữa à, không ăn nữa à.